Tổng thống Biden cảnh báo Mỹ có thể dùng lực lượng quân sự để bảo vệ Đài Loan. Tổng thống Biden sẽ gặp ông Zelensky 2 lần trong vòng 10 ngày. Mỹ tuyên bố không cấm Ukraine bắn máy bay quân sự trên không phận Nga. Tiêm kích Su-30 Ấn Độ lao xuống đất bốc cháy sau khi vừa đại tù. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Trong cuộc trả lời phỏng vấn của báo Time được đăng tải hôm 4 tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước này không loại trừ khả năng quân đội có thể tham gia bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc tấn công hòn đảo. Khi được hỏi những phương án nào có thể được đưa ra, ông Biden nói điều đó sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh. Tổng thống Mỹ cho biết không loại trừ việc sử dụng lực lượng quân sự của Mỹ có sự khác biệt giữa việc triển khai lực lượng trên bộ, trên không và trên biển. Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Biden đề cập đến khả năng trên, nhưng Trung Quốc, trong cuộc phỏng vấn, ông Biden cũng không trình bày rõ về việc quân đội Mỹ có tiến hành các cuộc tấn công từ các căn cứ quân sự ở Nhật Bản hay Philippines hay không. Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ William Burns cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ thị cho quân đội Trung Quốc sẵn sàng phong tỏa Đài Loan vào năm 2027. Hòn đảo này từ lâu đã trở thành tâm điểm tranh cãi lớn giữa Mỹ và Trung Quốc. Ngay cả khi ông Biden và ông Tập Cận Bình nhất trí giảm bớt căng thẳng giữa bối cảnh cạnh tranh địa chính trị kinh tế gay gắt, Mỹ duy trì mối quan hệ không chính thức với Đài Loan, đồng thời cam kết tuân theo chính sách một Trung Quốc. Mỹ cũng thường xuyên cung cấp vũ khí cho hòn đảo này để duy trì đủ khả năng tự vệ. Về mặt kinh tế, Tổng thống Biden đưa ra một số bình luận thiếu tích cực về Trung Quốc. Ông Biden nói nền kinh tế Trung Quốc đang trên bờ vực và không hề có chuyện tăng trưởng mạnh. Đồng thời, Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng nỗ lực xây dựng cơ sở hạ tầng toàn cầu trong khuôn khổ sáng kiến vành đai và con đường BRI đã thất bại. Ngoài ra, ông Biden cũng tái khẳng định rằng việc mở rộng hợp tác với các đồng minh châu Âu và châu Á về lâu dài, cũng như tăng cường quan hệ với các nước đang phát triển sẽ rất quan trọng trong việc duy trì vai trò lãnh đạo của Mỹ trong cộng đồng quốc tế. Tổng thống Biden cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của Nhật Bản, đồng thời cam kết Washington không rời xa đồng minh châu Á quan trọng của mình. Ông Biden cho hay, bởi vì Nhật Bản cùng với Mỹ là nguồn cung cấp sức mạnh kinh tế to lớn và sự ổn định cho cả hai nước chúng tôi. Ngày 4 tháng 6, Nhà Trắng tiết lộ, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong hai sự kiện ở Pháp và Ý sắp tới. Nhà Trắng cũng khẳng định không gửi chuyên gia quân sự đến Ukraine. Hãng tin AFP gọi đây là một màn ủng hộ kép của ông Biden. Gần đây, đương kim Tổng thống Mỹ đã phải đối mặt với những chỉ trích vì bỏ qua hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ vào ngày 15 và 16 tháng 6 tới để tham dự một sự kiện gây quỹ diễn ra chủ ngày với hội nghị hòa bình Ukraine. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, ông Biden sẽ có dịp ngồi lại với Tổng thống Zelensky khi Tổng thống Mỹ tới Normandy, Pháp, dự kỷ niệm 80 năm cuộc đổ bộ D-Day trong Thế chiến II, ngày 6 tháng 6 năm 1944, ngày 6 tháng 6 năm 2024. Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về tình hình ở Ukraine và cách thức Washington có thể tiếp tục và tăng cường hỗ trợ cho Kiev. Ông Biden cũng dự kiến gặp ông Zelensky tại cuộc họp của G7, diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 6 tại Paris, Ý. Nội dung trao đổi tập trung vào việc sử dụng các quỹ bị đóng băng của Nga để hỗ trợ cuộc chiến của Ukraine. Ông Sullivan nói với báo giới, trong vòng hơn một tuần nữa, Tổng thống Biden sẽ có hai cuộc gặp thực chất với Tổng thống Zelensky. Trước đó ngày 3 tháng 6, Nhà Trắng xác nhận Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan sẽ thay mặt Tổng thống Joe Biden đại diện Mỹ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Ukraine tại Thụy Sĩ. Ukraine đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Tổng thống Joe Biden hiện diện tại Hội nghị Hòa bình Ukraine và sự kiện này được Kiev cho là thời cơ để gây áp lực lên Nga. Ông Zelensky cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ hoan nghênh sự vắng mặt của ông Biden trong hội nghị này. Về phần mình, ông Putin khẳng định Nga sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với Ukraine, nhưng nước này không nhận được lời mời tham gia Hội nghị Hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ. Ông cũng cho rằng hội nghị này sẽ không quyết định được gì vì không có sự góp mặt của Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố có hơn 100 quốc gia và tổ chức quốc tế xác nhận cử đại diện sang dự hội nghị hòa bình quốc tế chuẩn bị diễn ra tại Thụy Sĩ. An ninh hạt nhân, an ninh lương thực, trao trả tù nhân là ba trọng điểm của hội nghị. Tuy nhiên, cũng đã có quốc gia từ chối. Vừa qua, trang BNE Interline News dẫn lời giới chức Ả Rập Xê Út cùng một số nước Trung Đông thông báo không tham dự vì Nga không góp mặt. Cuối tuần trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cũng từ chối khéo bằng tuyên bố: chúng tôi luôn nhấn mạnh rằng hội nghị hòa bình quốc tế nên có sự công nhận của cả Nga lẫn Ukraine.
Các bên tham dự bình đẳng và thảo luận công bằng về mọi kế hoạch hòa bình. Nếu không, hội nghị khó lòng đóng vai trò khôi phục hòa bình thực chất. Công tác tổ chức vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu từ Trung Quốc cũng như từ cộng đồng quốc tế nên chúng tôi khó lòng tham dự. Sau Trung Quốc, lần lượt Pakistan và Brazil tuyên bố vắng mặt. Trang The Tribune dẫn nguồn tin tiết lộ Islamabad muốn giữ thế trung lập. Trang RBC Ukraine cho biết Brazil nhận định hội nghị chẳng thể giải quyết được vấn đề gì khi không đầy đủ hai bên tham chiến. Trong một cuộc họp báo ngày 4 tháng 6, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Washington cho phép Kiev dùng vũ khí viện trợ để bắn máy bay quân sự trên không phận Nga nếu chúng gây ra mối đe dọa cho Ukraine. Cuối tháng trước, Nhà Trắng đã dỡ bỏ lệnh cấm Ukraine sử dụng một số vũ khí của Mỹ nhằm vào khu vực biên giới Nga giáp Kharkov và Sumy sau khi Moscow phát động một cuộc tấn công vào ngày 10 tháng 5 ở Kharkov. Trả lời phóng viên, ông Kirby nhấn mạnh rằng đã có những hiểu lầm liên quan tới việc Mỹ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Washington cung cấp để tấn công các mục tiêu ở Nga. Ông Kirby tuyên bố, Mỹ chưa bao giờ có những hạn chế nhằm ngăn cản Ukraine bắn hạ máy bay đối thủ, ngay cả khi những máy bay đó không nhất thiết phải ở trong không phận Ukraine. Ông khẳng định, Ukraine có thể bắn hạ máy bay Nga mà Kiev cho là sắp gây ra mối đe dọa. Và họ đã làm như vậy. Họ đã làm như vậy kể từ đầu cuộc chiến. Trong cuộc họp báo, ông Kirby cũng từ chối xác nhận thông tin Ukraine đã sử dụng vũ khí Mỹ lần đầu để bắn vào lãnh thổ Nga. Ông khẳng định, Mỹ không có đủ khả năng để biết chính xác những mục tiêu Ukraine đang bắn vào hàng ngày. Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nhận định rằng, quyết định của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga gần các tỉnh Kharkov và Sumy bằng vũ khí viện trợ là lẽ thường tình. Ông Sullivan nói, lực lượng Nga đang bắn vào Ukraine từ ngay bên kia biên giới phía bắc Kharkov. Ukraine nên có quyền đáp trả, kể cả bằng vũ khí do Mỹ sản xuất, và Mỹ cho phép Kiev sử dụng vũ khí cho mục đích đó. Trước đó, Kiev Post đưa tin, lực lượng Ukraine đã hành động chưa đầy 24 giờ sau khi được Mỹ, Anh, Đức, Pháp bật đèn xanh cho phép tấn công các mục tiêu bên trong Nga bằng vũ khí viện trợ. Truyền thông Ukraine cho biết, Kiev được cho đã bắn ra hàng chục rocket phóng loạt tầm xa dẫn đường chính xác vào lãnh thổ Nga. Hệ thống pháo binh hạng nặng, nơi tập trung quân và ít nhất một cây cầu lớn dường như là mục tiêu của các cuộc tấn công mà Ukraine thực hiện từ sáng sớm ngày 2 tháng 6. Về phía mình, Nga nhiều lần cảnh báo Mỹ và NATO về viễn cảnh căng thẳng leo thang khi phương Tây cho phép Ukraine dùng vũ khí tấn công vào lãnh thổ Nga. Quyết định của Tổng thống Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ cho mục đích phản công bên trong lãnh thổ Nga đã đánh dấu một sự thay đổi quan trọng sau những cảnh báo từ Moscow rằng động thái này có thể gây ra xung đột toàn cầu. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev, gọi quyết định của Tổng thống Biden là sự leo thang nghiêm trọng của xung đột và là dấu hiệu cho thấy NATO đã tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột với Moscow. Nga cũng cảnh báo sẽ phá hủy các vũ khí tấn công vào lãnh thổ nước này. Chiến đấu cơ Su-30 do Nga phát triển của không quân Ấn Độ gặp nạn sau khi vừa đại tu, phi công phóng ghế thoát hiểm ra ngoài an toàn. Theo đó, ngày 4 tháng 6, tiêm kích Su-30 MKI của không quân Ấn Độ đã rơi xuống thành phố Nashik, bang Maharashtra, miền Tây nước này. Chiếc phi cơ vừa được công ty hàng không Hindustan HAL đại tu và đang trong quá trình bay thử khi gặp sự cố, một quan chức HAL cho biết. Quan chức này nói, cả hai phi công đều phóng ghế thoát hiểm ra ngoài an toàn. Họ cho biết đã xảy ra trục trặc kỹ thuật, song lý do chính xác chỉ được xác định sau khi tiến hành điều tra chi tiết. Truyền thông Ấn Độ cho biết, chiếc tiêm kích rơi xuống một nông trại ở làng Siragaon tại thành phố Nashik. Hai phi công bị thương nhẹ và đã được đưa tới bệnh viện. Sau khi lao xuống đất, xác chiếc phi cơ đã bốc cháy, song đã được dập tắt. Nó bị vỡ thành nhiều mảnh, nằm rải rác trong bán kính 500m, theo cảnh sát địa phương. Video hiện trường cho thấy xác chiếc máy bay cháy trên cánh đồng. Lực lượng cứu hộ nỗ lực phun nước để dập lửa. Nhiều người dân tụ tập xung quanh để quan sát hoạt động cứu hộ. Trên không có một trực thăng đang bay. Sukhoi Su-30 MKI là máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không đa năng, hai chỗ ngồi, được công ty quốc phòng Hindustan Aeronautics Limited chế tạo theo giấy phép của Nga, dành cho Ấn Độ. Tiêm kích có chiều dài 22,1m, sạch cánh 14,7m và chiều cao 6,38m. Trọng lượng rỗng của Su-30 MKI là 17,7 tấn và trọng lượng cất cánh tối đa lên đến 34,5 tấn. Được trang bị hai động cơ Lyulka AL-31FP cho phép, máy bay di chuyển tới vận tốc cực đại Mach 2.35, tương đương 2.500 km/h, tầm bay 8.000 km và trần bay đạt 20.000 m. Hiện nay, Ấn Độ có hơn 250 chiếc Su-30 MKI thuộc dòng máy bay chủ lực của không quân Ấn Độ. HAL gần đây tiết lộ kế hoạch 3 giai đoạn để nâng cấp toàn bộ phi đội Su-30 MKI
trong quá trình đại tù, Ấn Độ dự định tích hợp các bộ phận và thiết bị cũng như vũ khí nội địa cho máy bay. Sự việc hôm 4 tháng 6 đánh dấu chiếc Su-30 MKI thứ 11 của Ấn Độ gặp nạn kể từ năm 2009, thời điểm New Delhi bắt đầu tiếp nhận tiêm kích loại này từ Nga. Điều này đồng nghĩa Ấn Độ đã mất 4% tổng số máy bay Su-30 MKI trong biên chế sau gặp tai nạn.